Xin chào quý vị và các bạn, đã bước vào những ngày giữa tháng 12 nhưng nền nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ lại vẫn ở ngưỡng khá cao. Tuy nhiên điều này cũng không có gì là bất thường bởi mùa đông năm nay được dự báo là sẽ ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Hiện tại do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường nên trong ngày hôm nay tại Bắc Bộ và Thanh Hóa thời tiết nhiều mây, mưa nhỏ thì xảy ra ở một vài nơi, trời sẽ chuyển rét với nhiệt độ trưa chiều nay chỉ dao động từ 18 đến 21 độ, thấp nhất trong khoảng đêm nay tiếp tục hạ xuống thấp 15 đến 17 độ. Tại vùng núi thì có nơi còn từ 13 đến 15 độ. Dự báo trời sẽ còn rét trong đoạn 3 đến 5 ngày tới, đặc biệt khả năng rét khá sâu trong ngày thứ năm và thứ sáu tuần này, nên người dân cần có những biện pháp giữ ấm cơ thể cần thiết để đảm bảo sức khỏe. Dù đến các tỉnh ven biển miền Trung, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với địa hình khu vực và nhiễu động gió đông ở các mực khí quyển trên cao, nên dọc các tỉnh từ Quảng Bình xuống đến tận Bình Thuận, mưa sẽ tiếp tục duy trì trong ngày hôm nay. Lưu ý trung tâm mưa lớn sẽ kéo dài từ Quảng Trị cho đến Phú Yên với nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Dự báo đợt mưa rông này có cường độ lớn và khả năng kéo dài ít nhất cho đến ngày 17 tháng 12, nên người dân cần đề phòng với nguy cơ lũ quét tại các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi và khả năng ngập lụt ở vùng trũng thấp. Ngoài ra, thì bà con cũng cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng rông xét và gió giật mạnh trong cơn rông. Đến với các tỉnh tại hai khu vực, Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay, dạnh áp thấp nối với vùng thấp từ cơn áp thấp nhiệt đới đã suy yếu, nên mưa sẽ giảm nhanh trên toàn khu vực. Thời tiết tốt dần lên, ban ngày trời có nắng gián đoạn trở lại với nhiệt độ cao nhất giao động trong ngưỡng từ 25 đến 28 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 29 đến 31 độ tại khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên, dự báo chiều cường tại các tỉnh Nam Bộ sẽ đạt đỉnh trong ngày hôm nay, nên tuy mưa đã giảm nhưng bà con cần hết sức cảnh giác với hiện tượng ngập lụt tại các vùng trụng thấp. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn nằm trong xu thế chung của các tỉnh thuộc phía đông bắc bộ nên hôm nay thủ đô Hà Nội trời chuyển rét với biên độ nhiệt trong ngày giao động nhỏ chỉ từ 17 cho đến 20 độ. Dự báo nền nhiệt độ tại thủ đô sẽ còn tiếp tục giảm thêm trong hai ngày tới có thể xuống đến 13 đến 15 độ trời lại nhiều mây và khả năng có mưa nhỏ vài nơi nên cảm giác rét kéo dài trong ngày. <laughs> đồng với thủ đô Hà Nội thì trời cũng chuyển rét tại thành phố cảng Hải Phòng trong ngày hôm nay. Tình trạng nhiều mây và những cơn mưa nhỏ sẽ xảy ra vào đêm và sáng sớm. Đây cũng là thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày, dao động từ 16 đến 18 độ. trưa chiều nay thì trời vẫn nhiều mây và nền nhiệt sẽ không vượt quá ngưỡng 20 độ, trời rét kéo dài trong ngày đến với thành phố đà nẵng nhiễu động trong đời gió đông trên cao tiếp tục gây mưa rông trên khu vực trong thời đoạn hôm nay và những ngày sắp tới do có mưa nhiều trời ẩm ướt đường trơn trượt nên sẽ gây trở ngại cho các hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch của người dân thành phố người dân cũng cần hết sức lưu ý và đề phòng hiện tượng rông xét và gió giật mạnh trong cơn rông Nền nhiệt tại thành phố mát mẻ với trưa chiều, chiều chỉ lên mức 24 đến 26 độ, thấp nhất đêm nay giảm xuống là 22 đến 23 độ. Tiết trời xe xe lạnh cùng độ ẩm không khí trung bình dao động từ 83 đến 97%. Tại thành phố Nha Trang, trời tiếp tục nhiều mây và có mưa xảy ra vào bất kể thời điểm nào trong ngày. Mưa rông sẽ gây trở ngại cho giao thông hay các sự kiện tổ chức ngoài trời. Mùa mưa năm nay được dự báo là sẽ kết thúc muộn nên mưa rào sẽ còn kéo dài nhiều ngày trên khu vực và nếu có dự định đến đây thì du khách cũng nên lưu ý và cân nhắc. Tuy nhiên, nền nhiệt tại thành phố Nha Trang lại khá mát mẻ, với biên độ nhiệt trong ngày chỉ từ 24 đến 26 độ. Tại vùng Cao nguyên trong đó có thành phố Buôn Ma Thuột, dự báo trong ngày hôm nay mưa giảm nhanh, thời tiết tốt dần trở lại, ban ngày thậm chí trời còn đôi lúc có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tăng lên dao động từ 26 đến 28 độ, thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống 21 đến 23 độ, cùng độ ẩm không khí dao động từ 73 đến 95%. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay mưa cũng giảm nhanh, thời tiết tốt dần trở lại. Ban ngày trời có nắng và ít mưa, nên nhiệt độ trưa chiều vì vậy tăng lên từ 29 cho đến 31 độ. Và chiều tối một vài nơi ở thành phố thì có thể xảy ra mưa rào và rông, nhưng lượng thì không nhiều và sẽ kết thúc nhanh. Tuy nhiên, đang là thời điểm chiều cường đạt đỉnh nên vẫn có thể gây ngập úng tại một số nơi trụng thấp. Vì vậy, người dân cần có lộ trình giao thông hợp lý để tránh ủn tắc cục bộ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin, xin chào và hẹn gặp lại!